Quay vào cái máy mới ha, tình cảm như nào? Anh bóc máy đây. Một con đai kim 9.000 vào tơ các bạn nhé. Vẫn giống như con lần trước mình quay các bạn thôi. Vẫn giá nhô 9 triệu một tí. Công lắp đặt cho con này sẽ là 400.000. Tất cả anh em đang tập trung này nè. Nhấc lên mà, nhấc lên rồi. Nhấc vỏ lên mà. Nhấc vỏ lên đi, nhấc lên rồi gói. Vẫn thế thôi, không có gì thay đổi cả. Vẫn máy 9 thôi. Ga giờ 32. Cây gì? Vâng, một triệu thôi bà. Nếu mà ấm đấy thì cháu khuyên nên mua đấy. Nhà này ấm lắm. Ý là cháu phải nếu muốn ấm thì cháu khuyên nên mua cái này. Chuyển nắp xong ăn bóc cái này chứ, nắp xong ăn bóc cái chống bẩn kia của nó chứ, dán lại ra được. Ta chỉ bóc cái băng dính này để lật nó ra, dán lại. Cái này cái gì này không ảnh hưởng. Đấy, tí nó xong mới bóc. Rồi không phải dán lại đấy. Mở cái này ra. Đấy rồi. Xong rồi. Hơn nắp đi, nắp máy đi. Cây chưa? Nó có một tí đúng không? Để nhà không bị xong nhá. Cho cái bào ở nhà hay nhất. Dạ, hay nhất. Bỏ ra để vô tôi đưa luôn. Cái để ngang nó rách rồi. Nó có cả túi ốc rời của nó, anh có mang không? Ra hết rồi. Ok chưa, nắp đấy đi. Nắp chân mã đi, nắp chân giá đi. Nắp chân giá này em cắt 2 mét ống này. Cắt 2 mét ống. Chạy dây điện này. Con máy đấy chạy dây điện là xong, chờ đi. Cái đấy ở bên trong. Cái tam giác ở bên trong. Đúng rồi, nắp như thế đúng rồi, nhưng cái tam giác ở bên trong. Nộn, anh đang để cái này bên ngoài rồi, tam giác ở bên trong. Đây,
Thôi, ăn đi. Các bạn ơi, giờ mới xong này, tối quá. Quay lại cái địa thế của con này làm kỷ niệm. Được một cái hẻm này, không có thang thung gì cả. Nắn lại cái này cho người ta nữa. Ui, hay chưa? Tiếng gió bay vù vù ạ. Đang để chế độ powerful. Nó vẫn chưa được lạnh buốt. Mới bật thôi mà. Có hơi lạnh rồi. Bây giờ 8 giờ. 5 giờ 15 phút. Bắt đầu đi đến 5 rưỡi là khảo sát xong địa hình. Còn vẹn 2 tiếng rưỡi. Tròn 2 tiếng rưỡi nhỉ? Còn vẹn 2 tiếng rưỡi. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này.